500.000 liều vaccine Pfizer phòng COVID-19 thuộc lô viện trợ thêm 1 triệu liều tặng Việt Nam được Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố ngày 25 tháng 8 đã về tới thành phố Hồ Chí Minh trong tối cùng ngày. Sáng 26 tháng 8, nguồn tin cho biết 500.000 liều vaccine Pfizer thuộc lô viện trợ thêm 1 triệu liều tặng Việt Nam được Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố ngày 25 tháng 8 đã về tới thành phố Hồ Chí Minh trong tối qua 25 tháng 8. Khoảng 270.000 liều Pfizer trong lô viện trợ này cũng đã tới Hà Nội trong sáng nay 26 tháng 8. Số vaccine này đã được chuyển tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Số vaccine còn lại sẽ về thành phố Hà Nội vào lúc 23 giờ tối mai 27 tháng 8 từ sân bay quốc tế Doha, Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Lúc 11 giờ 11 phút sáng nay 26 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ đã tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để chứng kiến chuyến hàng vaccine từ đợt viện trợ mới nhất của Mỹ cho Việt Nam. Bà đã tới thăm khu vực lưu trữ vaccine. Phát biểu tại đây, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc chấm dứt đại dịch. Bà cho biết chính phủ Mỹ rất cảm ơn những hỗ trợ từ phía Việt Nam với nước Mỹ trong giai đoạn đầu của đại dịch, vào khoảng tháng 4 năm 2020. Trước đó, vào ngày 16 tháng 4 năm 2020, đã diễn ra lễ trao tặng vật tư y tế của chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ chính phủ, nhân dân Mỹ. Theo đó, chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ chính phủ, nhân dân Mỹ 200.000 khẩu trang vải kháng khuẩn sản xuất tại Việt Nam để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng Chính phủ cũng trao tặng 50.000 khẩu trang y tế cho Văn phòng Nhà Trắng. Trước đó, thông qua cơ chế COVAX, Mỹ đã viện trợ Việt Nam 5 triệu liều vaccine Moderna, giao trong tháng 7. Như vậy, đến nay Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam 6 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Gặp gỡ với lãnh đạo Việt Nam ngày 25 tháng 8, Phó Tổng thống Kamala Harris đánh giá cao các nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong kiểm soát và ứng phó với đại dịch COVID-19. Khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ thực chất để Việt Nam ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19 và các nguy cơ dịch bệnh trong tương lai, duy trì không để đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Chiều ngày 25 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã dự lễ khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ, CDC, tại Hà Nội. Văn phòng khu vực Đông Nam Á của CDC Mỹ, một trong 4 văn phòng khu vực mà CDC Mỹ đang hoạt động trên thế giới. Bà Kamala Harris đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả về y tế giữa Mỹ và các nước trong khu vực thời gian qua và việc thành lập văn phòng khu vực mới của CDC Mỹ là minh chứng cho cam kết hợp lâu dài của Mỹ với khu vực. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn.